Trưởng Lô Thanh Cao kính chào các bạn. Thì hôm nay mình tiếp tục mình ráp cái lo siêu lo kéo 4 bát nữa nha các bạn. 4 bát 4 tấc hàng nhập khẩu nha các bạn. Đó. Đây là hàng nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện luôn nha các bạn. Đó, mình ráp xong rồi mình sẽ mở nhạc lên cho các bạn nghe thử, test âm thanh thử coi âm thanh của siêu lo kéo này nó mạnh cỡ nào nha các bạn. Cho ta qua nhiều ngày vui, cần chỉ nói những lời đầu.
quên bao